Sáng ngày 18 tháng 10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn đã xảy ra sạt lở làm sập một phòng học thuộc điểm trường Tắc Cui, trường tiểu học Trà Cang, thôn 5. Mặc dù trước đó xã đã phát hiện nguy cơ sạt lở tại vị trí này và đã chủ động triển khai phương tiện máy móc giải quyết khối lượng sạt lở, nhưng do nền đất yếu, đất liên tục sạt trượt lượng lớn nên làm đổ tường. Sự việc xảy ra vào ban đêm nên không có giáo viên học sinh bên trong. Thống kê sơ bộ từ các địa phương gửi về văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 18 tháng 10 đã có 86 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông phải cho hàng chục ngàn học sinh nghỉ học để tránh lũ. Trong khi đó, sáng nay, đường Hồ Chí Minh qua xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở tại km 392, hướng A Lưới đi Quảng Nam bị ách tắc giao thông. Theo thống kê, huyện Nam Trà My có nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, trong đó có công trình kè, sân thể thao của nhà văn hóa xã Trà Dơn, sân vận động xã Trà Dơn.